no one. Xin cảm ơn hai đội chơi rất nhiều. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát bí mật đầu tiên, bài hát Tình ca muôn đời, sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiền Thanh. Ngay từ bài đầu tiên này chúng ta đã thấy được tình yêu đời, phải không ạ? Tình yêu luôn như thế. Tôi nghĩ rằng là chắc là Bảo Thi cũng sẽ đồng ý với tôi rằng tình yêu có thể đi qua rất nhiều điều, có cả những điều cay đắng, những điều ngọt bùi. Nhưng điều cuối cùng động lại trong tất cả chúng ta đó là hãy luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta còn sống ở trên đời và còn được yêu nhau. Và thường thì cuộc sống không bao giờ thiếu tình yêu được. Và bài Tình ca muôn đời vừa rồi đã mang đến cho đội giày cao gót thêm 50 điểm. Đội giày cao gót hiện nay đang có 70 điểm và đội siêu quậy đang tạm có 10 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với bài hát bí mật số 2. Và lần này lượt chơi sẽ chuyển về cho đội siêu quậy. Và từ khóa dành cho đội siêu quậy là từ cao. Và 5 giây dành cho đội siêu quậy bắt đầu. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy im lặng để hai người hôn nhau. À, ngày xưa tôi rất thích những người trong đội siêu quậy có thêm 10 điểm nữa. Và bây giờ Bảo Thi xin mời các chàng trai đội siêu quậy lắng nghe hai nốt nhạc đầu tiên của bài hát bí mật. Xin mời anh Hoàng Nhã. Thôi bây giờ mình nhường cho bà nữ trước đi. Luôn luôn thế, sau khi nghe hai nốt nhạc thì điều đầu tiên mà các đội chơi muốn nói nhất là nhường phần chơi. Và bây giờ sẽ quay lại với giày cao gót. Các bạn sẽ cùng đến với từ khóa tiếp theo. Và từ khóa của chúng tôi dành cho đội giày cao gót là từ mặt trời. 5 giây bắt đầu. Vầng mặt trời mùa xuân xanh thắm là vầng mặt trời của em. Đẹp dịu dàng mắt không trôi loa là vầng mặt trời của em. Thật là hay không ạ? À, tôi biết là bài hát này không của riêng bất cứ một ca sĩ nào cả trong nhóm, trong đội của các bạn, đội giày cao gót. Nhưng mà hát rất là tuyệt vời đấy ạ. À, bình thường tôi biết là chị Mỹ Lệ có một cái đoạn ở trong Mỹ Nhân Ngư, giọng vi vút lên cao phải không ạ? Và ngày hôm nay chị cũng thể hiện được điều đó trong khi mà chị hát bài hát có từ khóa của chúng tôi. Ở đoàn trai cũng thế, cùng với bạn Phương Dung thì cả ba người đem lại thêm 10 điểm nữa cho mình. Xin chúc mừng! Cái khúc vừa rồi thì đội giày cao gót xứng đáng được nghe 4 nốt nhạc của bài hát bí mật. Xin mời anh Hoàng Nhã. Thời gian suy nghĩ của chúng ta đã kết thúc. Ê, cái bài này quen lắm nhưng mà không có biết lời mà chỉ biết là có phải là bài của Tuấn Khanh không? Bài này gió và cánh nhiều, có phải bài đó không? Chúng tôi chờ đợi một lời khẳng định hơn là một câu hỏi ngược lại cho MC. Chúng ta sẽ khẳng định rằng đây là bài hát gì hoặc chuyển đợt chơi cho người khác. Thôi giờ mình quyết định mình lấy luôn đi. Đó là bài này gió và cánh nhiều của Tuấn Khanh. Bảo Thi thân mến, thường thì nếu như đội chơi đưa ra một đáp án sai thì họ cũng chẳng có bất cứ một điều gì bất lợi cả. Bởi vì họ sẽ tiếp tục nhường phần chơi cho người khác mà thôi. Trong trường hợp này thì Bảo Thi thấy sao ạ?